Bùi Công Nam Chí Phèo là bài hát định mệnh với Kiều của Cao Bá Hân. Chỉ vì câu hát một phút thăng hoa cho đời lung linh mà ca khúc Chí Phèo đã cho Bùi Công Nam những cảm xúc rất đặc biệt. Đạt 2 triệu view sau 2 ngày ra mắt, Chí Phèo cùng cái tên Bùi Công Nam trở thành một hiện tượng mới trên mạng xã hội. Góp phần cùng ca khúc Kiều Tương Tư hay Ông Bà Anh khẳng định khả năng tạo hit của Sing My Song bài hát hay nhất ở thời điểm hiện tại. Lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học Chí Phèo, Bùi Công Nam đã viết nên ca khúc cùng tên với phong cách nhạc đồng quê vô cùng ấn tượng. Bài hát ca ngợi tình yêu chân thành và mộc mạc với câu từ gọn gẽ, ca từ lắng động và giọng hát tuyệt vời của Bùi Công Nam nhanh chóng thuyết phục được cả 4 vị giám khảo lẫn khán giả tại trường quay. Tuy nhiên, ít ai biết, để có thể gây sốt với ca khúc Chí Phèo, Bùi Công Nam từng phải lo âu và là thí sinh suýt rớt ở vòng 1 khi anh chàng may mắn được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong bấm nút chọn về đội ngay ở khoảnh khắc cuối cùng của bài hát. Một lần nữa trò chuyện cùng Bùi Công Nam, Star Ta có dịp tìm hiểu về ca khúc Chí Phèo cũng như những khó khăn mà anh chàng phải trải qua để có được thành công như hiện tại. Cảm giác của Công Nam hiện tại như thế nào khi trở thành tâm điểm của mạng xã hội 2 ngày qua? Thành công của Chí Phèo khiến Nam thực sự hạnh phúc. Điều này bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của mình. Trước đó khi nghe Này Ai Ơi được phát sóng, Nam có theo dõi hết những phản ứng khán giả. Tuy nhiên, ca khúc không gây được nhiều sự chú ý khiến Nam khá hụt hẫng, nên Nam đặt rất nhiều hy vọng vào Chí Phèo lần này. Thật may mắn là ca khúc đã được mọi người đón nhận. Như anh Đức Trí nói, đây thực sự là cú lội ngược dòng của Công Nam. Đến ngày hôm nay, Nam vẫn còn mất ngủ vì được nhiều khán giả biết đến và nhắn tin ủng hộ cho. Nam thực sự cảm ơn những tình cảm của mọi người đã dành cho Nam cũng như ca khúc Chí Phèo. Với một sáng tác được hoàn toàn khán giả hưởng ứng và công nhận, từ đâu Công Nam có cảm hứng sáng tác nên ca khúc Chí Phèo? Thực ra khi nhận được chủ đề từ huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong là viết về một tác phẩm văn học, Nam thực sự hoang mang vì mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ sáng tác một ca khúc như thế này, thậm chí là nằm ngoài những gì mình tưởng tượng và chuẩn bị ban đầu. Ban đầu mình tính viết về tác phẩm Chị Dậu vì được chị Thu Minh tư vấn, nhưng sau khi triển khai một hồi thì mình bị cụt ý tưởng vì không nhớ nhiều về cốt truyện này. Ngay sau đó Nam nghĩ ngay đến Chí Phèo vì đây là tác phẩm mình nhớ nội dung nhiều nhất và khán giả ai cũng biết nên sẽ dễ dàng truyền cảm xúc và ca từ của mình đến khán giả hơn. Câu hát nào trong ca khúc Chí Phèo khiến Nam tâm đắc nhất? Liệu Nam có phải suy nghĩ để có thể sáng tác ra một câu đinh như nhiều tác giả khác không? Rất may mắn, câu hát Nam thích nhất cũng là câu hát được mọi người bàn tán nhiều nhất, Một Phút Thăng Hoa Cho Đời Lung Linh. Quả thật, Chí Phèo có lẽ là ca khúc được viết nhanh nhất và yếu sinh lý nhất mọi thời đại của mình. Còn về câu hát đinh, tất cả mọi tác giả đều mong muốn có một câu hát hay để khán giả có thể nhớ đến bài hát. Tất nhiên, Nam cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, câu hát mà Nam nghĩ đến khán giả dễ nhớ nhất lại là câu Ối a ý a mở đầu cho đoạn điệp khúc chứ không phải là câu hát này. Huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong đã có những góp ý chỉnh sửa gì giúp bạn ở Chí Phèo không? Như các bạn đã xem trên truyền hình, khi Nam trình bày bản demo cho huấn luyện viên của mình cũng như chị Thu Minh nghe thử, cả hai đều thích thú với ca khúc này. Ngay sau đó anh Phong cũng đã góp ý cho Nam về phần tiết tấu, cũng như thay đổi một phần đoạn điệp khúc để bài hát dễ nhớ hơn. Vừa áp lực về thời gian, vừa phải chạy ra chạy vào để ekip chương trình phỏng vấn, rất may mắn là mình đã lấy lại bình tĩnh và hoàn chỉnh bài hát vào phút chót. Một ca khúc được chuẩn bị kỹ lưỡng thì chưa mang lại nhiều hiệu ứng, trong khi Chí Phèo được sáng tác trong 24 giờ lại gây tiếng vang. Với bản thân Nam, bạn thích ca khúc nào hơn? Cả hai ca khúc đều cho mình viết ra và đặt tâm huyết rất nhiều, nên không thể nói bài hát nào hay hơn bài hát nào. Nhưng có lẽ nghe Này Ai Ơi được Nam đặt cảm xúc vào nhiều hơn, thể hiện đúng bản chất con người mình hơn là Chí Phèo. Vì thật ra Chí Phèo ra đời trong thời gian 24 giờ, nên cũng khó để trau chuốt cảm xúc như nghe Này Ai Ơi. Người nghệ sĩ thường phải tìm hiểu nhân vật để có được cảm xúc nhất định. Với Nam, Chí Phèo với Công Nam có điều gì khiến bạn đồng cảm? Cái nhìn đầu tiên về Chí Phèo mà Nam thấy được ở mình là đều lang thang, ca hát và yêu đời. Chí Phèo là một nhân vật quá nổi tiếng mà nhà văn Nam Cao đã khắc họa về số phận bất cần đời bị xã hội chối bỏ. Tuy nhiên khi gặp Thị Nở thì Chí Phèo đã được cảm hóa bởi bát cháo hành và tình yêu thương. Đây cũng là điều khiến Nam đồng cảm với Chí Phèo. Khi có một tình yêu thương chân thành dành cho mình thì con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Nhiều khán giả cho rằng Công Nam đang đi theo màu sắc của Bá Hân trước đó. Công Nam nghĩ như thế nào, bạn có thấy bị áp lực hay không? Thực sự thì cả mình và Bá Hân đều khá bất ngờ khi nhận được những ý kiến trái chiều đến từ khán giả.
Nếu không chia sẻ, có lẽ khán giả cũng sẽ nhầm lẫn vì thực ra khi ghi hình, tim Nguyễn Hải Phong được ekip chương trình sắp xếp quay trước tim Đức Chí, nhưng khi phát sóng lại là tim huấn luyện viên Đức Chí phát trước. Cho nên, đúng ra là Chí Phèo ra đời trước kiều của Cao Bá Hân. Thế nhưng, cả Nam và Hân đều khá thoải mái với sự thú vị tình cờ này. Cả hai ca khúc là định mệnh của nhau rồi. Trở lại với trại sáng tác, việc đối đầu với Thế Lân có khiến Công Nam cảm thấy hoang mang. Bạn có từng nghĩ mình phải là người ra về trong trận chiến này? Trong trại sáng tác, khi anh Phong công bố Thế Lân là đối thủ của mình, Nam cảm thấy khá bất ngờ và có sự dè dặt rất lớn. Thứ nhất, ở vòng ghi âm, hiệu ứng bài hát và tôi đi của Thế Lân là quá lớn. Kèm theo sự trẻ trung, năng động và đầy tiềm năng của em khiến Nam cũng hơi lo sợ. Hơn nữa, tâm lý ở vòng đầu cũng phần nào khiến Nam suy nghĩ rằng mình sẽ ra về ở vòng thi này. Vì thực sự mà nói, trong tim ai cũng mạnh, gặp ai cũng sợ hết. Và kết quả cuối cùng đã chứng minh cả Nam và Lân đều chiến thắng để cùng đứng trên sân khấu trình diễn khiến Nam rất thỏa mãn. Được huấn luyện viên Đức Trí nhận xét, đây là bài hát hay nhất trong chương trình đến thời điểm hiện tại. Có thể nói Chí Phèo đã khiến Công Nam có một cú lột xác ngoạn mục tại vòng thi lần này. Tuy nhiên, đó cũng là áp lực khiến bạn phải có những sáng tác ấn tượng hơn ở đêm chung kết. Công Nam sẽ phải làm gì để không phải phụ lòng chờ đợi của khán giả? Nam cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mọi sự cố gắng của mình đã được đền đáp. Tuy nhiên, sẽ là áp lực rất lớn cho Nam ở chung kết, như Bá Hân và Thiện Hiếu cũng vậy. Đều đã có dấu ấn mạnh về những ca khúc ở vòng ngoài, thì việc để vượt qua bóng của chính bản thân mình sẽ rất áp lực. Tuy nhiên, Nam vẫn cố hết sức để dành tặng khán giả một ca khúc hay hơn nữa và một thông điệp sâu sắc trong đêm chung kết. Nam hy vọng mọi người sẽ tin ở mình. Thảo The Voice 2017 bất ngờ thay Thu Minh ngồi ghế đóng cùng ba đàn em. Đội ngũ The Voice 2017 được trẻ hóa hơn hẳn những năm trước với sự góp mặt của Tóc Tiên, Nụ Phước Thịnh, Đông Nhi cùng nữ ca sĩ Thu Minh. The Voice Giọng Hát Việt là một trong những cuộc thi âm nhạc hot nhất trên truyền hình. Sau 3 mùa phát sóng, Giọng Hát Việt đã tạo được tiếng vang khi đào tạo ra những thế hệ ca sĩ trẻ tài năng và được đông đảo khán giả yêu mến. Đặc biệt, chương trình cũng là nơi quy tụ những ca sĩ hàng đầu tại Việt Nam, ngồi vào ghế đóng như vai trò huấn luyện viên Diva Hồng Nhung, Diva Mỹ Linh, Thu Minh, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà. Giọng Hát Việt 2017 mùa thứ tư đã chính thức quay trở lại. Những gương mặt đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Voice 2017 sẽ là ca sĩ Thu Minh, Nụ Phước Thịnh, Đông Nhi và Tóc Tiên. Là huấn luyện viên chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của The Voice Việt Nam, sự trở lại Thu Minh trên ghế nóng là thông tin nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Thành công vang dội trong mùa đầu tiên với quán quân Hương Tràm cũng như người học trò cưng Trúc Nhân đang là một trong những gương mặt nổi bật những năm gần đây, cũng đủ thấy chất lượng giảng dạy hàng đầu của đẳng cấp Thu Minh. Sự trở lại nữ ngôi sao được hy vọng sẽ làm tăng thêm chất lượng của các thí sinh đăng ký lên rất nhiều. Ba gương mặt còn lại gồm Đông Nhi, Nụ Phước Thịnh, Tóc Tiên, tuy đều là những đàn em của Thu Minh nhưng họ là các ngôi sao trẻ đang dẫn đầu xu hướng thị trường âm nhạc với lượng fan hùng hậu khổng lồ nhất hiện nay. Dù còn trẻ nhưng Đông Nhi, Nụ Phước Thịnh đã có bề dày kinh nghiệm và đang nhận được tình cảm rất lớn từ phía người hâm mộ. Trong năm 2016, cả hai đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước và đều đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Voice Kids. Đông Nhi chia sẻ, bản thân Nhi cảm thấy rất phấn khích vì được thử sức với trải nghiệm mới, với những điều cần phải có để trưởng thành nhiều hơn nữa trên chặng đường hoạt động nghệ thuật. Đây là cuộc thi thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả truyền thông. Nhi sẽ có cơ hội để đến gần hơn tất cả mọi người và thông qua chương trình, Nhi tiếp tục được thể hiện niềm đam mê đó là huấn luyện và đào tạo lớp thế hệ trẻ. Bản thân bốn huấn luyện viên đã có rất nhiều năm hoạt động âm nhạc và đó có những kinh nghiệm riêng. Nói đến tuổi đời, Nhi thì cũng gần 30 rồi nên cũng không trẻ nữa. Nhi nghĩ đây không phải là sự mạo hiểm mà chính là sự thay đổi giúp chương trình tươi mới và trẻ trung hơn. Từ huấn luyện viên The Voice Kids đến đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Voice 2017, Nụ Phước Thịnh bộc bạch. Đến với The Voice 2017, Nụ tràn đầy năng lượng và tự tin. Ở cuộc thi này, đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm phải nhiều hơn so với The Voice Kids. Nụ sẽ đem đến chương trình những kinh nghiệm mà mình đã học được từ 8 năm qua. Từ những gì mình có, Nụ sẽ sáng tạo thêm nữa để làm cho đội của Nụ sẽ là đội bất khả chiến bại. Cảm xúc của Nụ dành cho cuộc thi này quá nhiều. Nụ đang quan tâm mình làm được gì cho chương trình và cho thí sinh của mình. Tóc Tiên cũng không thua kém hai người bạn của mình. 2016 cũng là năm cô miệt mài hoạt động nghệ thuật và cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Tóc Tiên trở thành ngôi sao được hàng triệu khán giả yêu mến và từng góp mặt trong vai trò giám khảo của một số chương trình truyền hình.
Nhận lời, làm huấn luyện viên của chương trình, Tóc Tiên bày tỏ, bất cứ nghệ sĩ nào khi nhận được lời mời làm huấn luyện viên cho The Voice cũng đều là một vinh dự. Tuy nhiên, đối với những nghệ sĩ trẻ như Tiên thì vinh dự càng lớn, áp lực cũng sẽ rất lớn. Trước giờ, tính của Tiên đều thích đặt mình vào những thử thách khó khăn. Những cái người khác nghĩ mình không làm được thì Tiên càng muốn chứng tỏ khả năng của mình. Tiên nghĩ sau 2 năm về Việt Nam thì đây là thời điểm phù hợp nhất để Tiên thử sức ở vai trò mới. Dù biết phía trước có nhiều khó khăn nhưng Tiên vẫn nhận lời vì muốn đánh dấu một cột mốc mới, cũng là như một bước đệm cho những dự án âm nhạc sắp tới của Tiên. Tham gia vào chương trình, Tiên cũng không dám khẳng định chuyên môn của mình vì có rất nhiều anh chị đi trước, điển hình là chị Thu Minh. Cái Tiên muốn khẳng định là sự nghiêm túc của mình ở cuộc thi The Voice. Năm nay, bộ tứ quyền lực có nhiều thay đổi mới mẻ khi có sự góp mặt của những ca sĩ trẻ bên cạnh huấn luyện viên gạo cội Thu Minh. Tuy nhiên, chính điều này sẽ giúp chương trình tạo nên sự tươi mới, thu hút và đáng được chờ đợi nhất trong năm 2017. Tập 1 The Voice Giọng Hát Việt 2017 sẽ lên sóng lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 12 tháng 2, 2017 trên kênh VTV3.